Xin chào quý vị và các bạn, sáng và trưa nay ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng trên 50mm như Nậm Ti của Sơn La 58mm, Pá Khoang, Điện Biên 61,2mm, Nam Thịnh, Thái Bình 74mm và tại Thạch Yên của Hòa Bình lượng mưa là 86mm. Mưa sẽ còn lặp lại ở Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai với lượng mưa phổ biến là từ 15 cho tới 30mm và có nơi trên 70mm. Dự báo từ ngày 12 tháng 9 khi giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh hơn, kết hợp thêm với khối khí mát từ Trung Quốc tràn xuống sẽ gây mưa vừa mưa to và dông mạnh cho toàn khu vực miền Bắc. Còn trong ngày mai, thời tiết vẫn phổ biến mưa nắng bất chợt, nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ vẫn dao động trong khoảng từ 31 cho tới 33 độ. Giải hội tụ nhiệt đới không còn ảnh hưởng đến khu vực miền Trung nhưng nó lại khiến cho gió Tây Nam hoạt động mạnh, đưa mây ẩm từ khu vực Tây Nguyên sang, khiến cho mưa dông xuất hiện nhiều trong đêm nay và chiều tối mai ở các tỉnh Trung Bộ. Mưa lớn tập trung từ Quảng Trị đến Phú Yên với lượng mưa phổ biến là từ 15 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Mưa chủ yếu về chiều tối, còn trong ngày mai cả miền Trung trời vẫn có nắng sớm, nên nhiệt cao nhất là từ 33 cho tới 35 độ. Nắng nóng cục bộ tập trung tại Hương Khê, Tuyên Hóa, Quảng Ngãi, An Nhơn và Tuy Hòa với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Xuôi về phương Nam, gió mùa Tây Nam cũng đang mạnh lên theo đà của giải hội tụ nhiệt đới. Đêm nay và chiều tối mai ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa nhiều nơi, có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Tại Tây Nguyên, lượng mưa phổ biến là từ 15 đến 30mm và có nơi trên 70mm. Còn tại Nam Bộ, từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm trong cơn dông. Trên biển, chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới nên trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam từ cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển phía Nam và cả khu vực giữa và Nam của Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, mưa dông nhiều khiến cho tầm nhìn giảm thấp, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.